trên nền từng cũ ha, nền từng cũ ốp được hết nha. Đây mài cái tường đi ít nè. Này là ba cục mét hai hết. Mài này ha, tường vôi cái vôi ốp lên. Đi là ốp vô thôi. Con. Thôi chị cho sơn. Cho ai? Sơn. Sơn hả? Cảm ơn nha. Okay.
10 bằng xi măng. Khối cát 10 bằng xi măng. Đơn giản hơn. Hai hết ớt luôn hả? Ủa sao nó đổ cát ở đây ta? Sao nó đổ cát ở đây ta? Đi lên coi nhà coi xe đi kìa. Ủa sao em bẻ ớt hết rồi? Trời nó mấy cái chín mấy cái này nó bị hối dục, nó kéo lên nữa. Dục vô trong nè, không dục. Cải nó kéo lên nè, dục kìa luôn. Ớt đã ha. Ừ, ớt bắt mà. Này. Cái này là không có trồng tự nó rụng hộp nó lên anh. Chín dục rồi nè. Đúng rồi. Mà sao nó ngã nghiêng rồi nó. Ba lấy cây ba tắm nè đi. Cho em bẻ. Có bẻ anh cho em. Bẻ ít rồi còn ít kìa. Bẻ cho tới nó rồi. Ăn. Thì cho nó bẻ đó, mà bẻ có tới đâu. Ly đang bị nữa đâu dám bẻ. Quẳng xuống chân lên bể quẳng. Thôi đi vô coi nhà anh về bán ăn cơm chứ. Ừ nè, ông bà nội dọn hết này đi rồi nè. Bởi vậy, đây nè, mấy cái ống, mấy cái này nè. Đi. Qua đây dọn sạch sẽ hết rồi. Sáng anh đưa 10 triệu đó. Sáng có 10 triệu em đưa anh đó. 10 triệu anh trả tiền gạch hết này kia, chắc còn chừng 3 triệu nữa. Làm cái xăng ớt xăng. Đi qua bển ăn cơm đi.